Sau phút thắng mình mới về thêm được vài cái bình xăng con quay S Thái 100 hàng zin theo xe. Giá cho cái bình xăng con này là mình bán là 350 ngàn một bình nha anh em. Đây là bình hàng toàn bộ là hàng zin tháo xe của quay S Thái. Quay S Thái đầu lòng lắm hơi nha, quay S Thái 100 á. Nói về cái bình xăng này thì những anh em chơi xe cũng biết cái chất lượng nó như thế nào rồi. Đúng bình xăng quay S Thái. Tình trạng là nguyên zin nha, bỏ ra kim đốt zin, chưa phục hồi. Hàng rã xe bên Thái đem về, chưa từng sử dụng lại Việt Nam. Giá cho cái bình xăng con này mình bán là 350 ngàn. Anh em mua về xúc rửa thay ron chén xăng xé bông tu lại là xài. Còn bao anh em là quả ga kim đốt zin cực đẹp. Hàng có sẵn tại shop được 5 bình nha. Anh em có nhu cầu cái alo mình qua số điện thoại là 0933 96 332. Bình xăng con quay S Thái 100, hàng zin theo xe, 350 ngàn một bình. Đây cái bình Thái thì đơn giản mình nhìn vô dễ biết á, nó sẽ có cái ống đồng này nè. Đây là nó đi dấu hoài nha anh em. Đó, đây là nó sẽ có những cái ống đồng này nè. Đây là bình xăng con quay S Thái 100. Rồi, cảm ơn anh em đã xem tin.